Xin chào các bạn, trên tay mình đang là chiếc điện thoại Xiaomi 12S Ultra, một mẫu flagship vừa mới được Xiaomi giới thiệu cách đây không lâu. Và chiếc điện thoại Xiaomi 12S Ultra này được xem như là một chiếc flagship hàng đầu của Xiaomi tại thời điểm hiện tại, bởi vì nó tập trung rất là nhiều những cái tinh tí về công nghệ. Và điểm nổi bật của sản phẩm này không chỉ đến từ thiết kế mà còn đến từ cái cấu hình ở bên trong. Nó được trang bị con chip mới nhất và mạnh nhất của Qualcomm tại thời điểm hiện tại, đó chính là con chip Snapdragon 8 Plus Gen 1. Và đặc biệt, điểm nhấn mạnh của cái chiếc Xiaomi 12S Ultra đó chính là cụm camera. Camera chính của Xiaomi 12S Ultra được trang bị cảm biến IMX 989 của Sony. Cảm biến này có độ lớn lên đến 1 inch và camera này được hiệu chỉnh bởi hãng Leica danh tiếng của Đức. Và chiếc điện thoại này mình đặt mua với mức giá 25.200.000 đồng, một mức giá mình thấy rất là tương xứng với những gì mà chiếc điện thoại này mang lại. Trong video clip này, mình sẽ thử cùng với các bạn mở hộp vào trên tay chiếc điện thoại Xiaomi 12S Ultra để xem coi là với cái tầm giá 25 triệu thì mình sẽ có điểm gì nha các bạn. Nào, cùng bắt đầu thôi. Như thường lệ thì chúng ta sẽ xem xét qua phần hộp và phụ kiện. Đây là cách đóng hộp của Xiaomi 12S Ultra đó các bạn. Nhìn thì nó cũng giống như là cái cách đóng hộp trên các dòng điện thoại Xiaomi 12S nói chung thôi. Ở đây mình sẽ mở hộp ra cho bạn xem bên trong nè. Bên trong thì mình sẽ có một cái hộp nhỏ có chữ Xiaomi nè. Rồi trong hộp sẽ có que chụp sim và một cái phụ kiện mà mình rất là thích. Ốp nhựa dẻo trong suốt giúp bảo vệ phần mặt lưng, phần khung viền. Các bạn không cần phải mua thêm nè, rất là tiện lợi luôn nè. Tiếp đó thì mình sẽ có một củ sạc. Và một cái điểm hơi tiếc là củ sạc này chỉ có cái công suất 67W thôi nha các bạn. Suy ra thì cái chiếc 12S Ultra này nó chỉ hỗ trợ sạc tối đa là 67W thôi. Rồi, đây sau cùng mình sẽ có một cái sợi cáp và cáp chuẩn USB Type-C. Rồi, quay trở lại với chiếc Xiaomi 12S Ultra. Đây là phần mặt lưng của sản phẩm các bạn. Phần mặt lưng thì được hoàn thiện bằng chất liệu da. Và chất liệu da này nó rất là xịn sò nha các bạn. Nó chống mài mòn nè, chống chày xước nè và chống bụi bẩn luôn. Rất là ngon lành và rất là sang chảnh luôn nè. Ở bên góc trái thì mình sẽ có dòng chữ Xiaomi nè. Và một cái điểm mà ấn tượng nhất khi mà mình nhìn vô cái chiếc điện thoại Xiaomi 12S Ultra đó chính là cái cụm camera nè các bạn. Cụm camera thì được chia làm hai phần. Phần thứ nhất là chúng ta sẽ có một cái khung chữ nhật nè và được bo tròn ở bốn góc nè. Cho đến khung chữ nhật này á, thì chúng ta sẽ có cái dòng chữ Leica, tức là cái camera này được hiệu chỉnh bởi hãng Leica danh tiếng của Đức. Và cái điểm tiếp theo sẽ là một cái vòng tròn khá là lớn nha bạn. Nó chiếm gần hết luôn cái diện tích của cái hình chữ nhật nè. Và ở trong cái vòng tròn này á, thì chúng ta sẽ có các cảm biến máy ảnh và hai cái đèn led ở đây các bạn. Cụ thể thì chúng ta sẽ có một cảm biến chính với độ phân giải 50 megapixel nè, rồi một cái cảm biến tele với độ phân giải 48 megapixel, một cái cảm biến góc siêu rộng cũng 48 megapixel và một cái cảm biến đo độ sâu TOF 3D. Nhìn vào cái thông số kỹ thuật của máy ảnh trên Xiaomi 12S Ultra thì thấy đủ uy tín các bạn, tức là chất lượng ảnh thì hứa hẹn rất là ngon rồi đó. Đặc biệt là nó có khả năng zoom lên đến 120x nè và hỗ trợ quay video ở độ phân giải lên đến 8K, tốc độ 24 khung hình trên giây. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ xăm soi phần khung viền nhé các bạn. Và đây là phần cạnh phải nè. Phần khung viền của Xiaomi 12S Ultra được hoàn thiện bằng chất liệu kim loại và cụ thể là nhôm, rất là sang chảnh luôn. Cái chiếc điện thoại của mình là cái chiếc mà Xiaomi họ gọi là màu Darwin các bạn, tức là màu xanh bóng đêm. Do đó cái phần khung viền này nó có màu vàng nè. Mình không biết cái màu đen thì cái phần khung viền nó có vàng hay không nha. Những bạn nào mà đang sử dụng cái chiếc Xiaomi 12S Ultra mà màu đen á, thì các bạn có thể để lại bình luận bên dưới để chia sẻ thông tin thêm nha. Phần cánh phải thì mình sẽ có nút nguồn, nút tăng giảm âm lượng và các đường cắt anten. Ở cạnh dưới thì mình sẽ có một khay sim, một mic, một cổng Type-C, một loa ngoài. Ở bên cạnh trái thì hoàn toàn trống trải, chỉ có một đường cáp anten đây thôi. Và phần đỉnh thì chúng ta sẽ có mic mắt hồng ngoại và loa ngoài. Và đặc biệt, loa ngoài được hiệu chỉnh âm thanh bởi hãng loa danh tiếng Harman Kardon, rất là ngon lành luôn. Về sim và thẻ nhớ thì Xiaomi 12S Ultra được trang bị một khay cắm sim, có hai khay cắm nano sim thôi các bạn. Và điều này cho thấy là nó sẽ không hỗ trợ khay cắm thẻ nhớ mở rộng. Tuy nhiên, cái phiên bản mình mua nó có dung lượng RAM là 12GB và bộ nhớ lưu trữ là 256GB. Thì đối với mình nó đã khá thừa rồi, là dư dùng rồi. Mức giá 25.200.000 đồng cho cái phiên bản RAM 12GB, bộ nhớ trong 256GB. Và tất nhiên, Xiaomi 12S Ultra cũng được trang bị khả năng kháng nước, kháng bụi bẩn theo tiêu chuẩn IP68. Tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét qua phần màn hình của chiếc Xiaomi 12S Ultra. Đây là chiếc màn hình mà mình thấy nó lớn hơn một tí so với các thế hệ Xiaomi trước đó. Kích thước của nó là 6.73 inch. Độ phân giải là 2K+ luôn các bạn. Tấm nền là LTPO2 AMOLED. Tuy nhiên, mình thấy thông tin nó ghi chỉ là hỗ trợ 1 tỷ màu thôi, thay vì 68 tỷ màu như là Xiaomi 12S. Màn hình này cũng hỗ trợ công nghệ Dolby Vision nè, HDR10 Plus nè, và độ sáng tối đa của nó lên đến 1500 nits. Và đây là một chiếc màn hình được thiết kế theo kiểu là công tràng 3D nhé các bạn. Với thiết kế kiểu công tràng này thì nó cho một cảm giác rất là thời trang và rất là sang trọng. Và ở vị trí chính giữa, ở phía trên màn hình, chúng ta sẽ có một camera selfie với cảm biến 32 megapixel. Và rất tiếc là nó chỉ hỗ trợ quay video độ phân giải tối đa là Full HD và tốc độ là 30 khung hình trên giây mà thôi. Về phần loa ngoài của Xiaomi 12S Ultra thì chất lượng miễn chê rồi, bởi vì nó được hiệu chỉnh âm thanh bởi hãng Harman Kardon và nó được trang bị hệ thống loa kép với âm thanh nổi luôn. Mình sẽ mở thử cho các bạn nghe một bài nhạc nè. Về khả năng bảo mật thiết bị thì Xiaomi 12S Ultra được trang bị cảm biến vân tay đặt ở bên trong màn hình. Và cảm biến này thì nó siêu nhạy rồi, hầu như là nó phản ứng tức thời luôn, giúp các bạn mở máy một cách nhanh chóng. Bên cạnh đó thì nó còn có khả năng nhận diện gương mặt luôn, và tốc độ nhận diện phải nói là rất là nhanh nha. Đây mình thử cho các bạn xem nè. Đó. Lý do là mình bị một cái máy nó che, do đó nó hơi khuất, nhưng mà nó vẫn mở tốt được bạn thấy không. Về phần mềm thì các bạn có thể dễ dàng cài đặt được kho ứng dụng của Google nhé các bạn, tức là Google Play Store đó. Ở đây mình đã cài thành công nè. Các bạn có thể vào cái ứng dụng có tên là GetApp nè, rồi mình gõ Google Play mình cài. Cái này thì nó rất là dễ rồi, mình nghĩ là bạn nào cũng biết cách làm rồi. Mình cũng sẽ nói thêm về thông tin phần cứng. Xiaomi 12S Ultra được trang bị một con chip đến từ Qualcomm, đó chính là con chip Snapdragon 8 Plus Gen 1. Và cái máy của mình nó có dung lượng RAM là 12GB cộng thêm 3GB RAM ảo nữa, tức là mình sẽ có tổng cộng 15GB RAM. Bên cạnh đó thì Xiaomi 12S Ultra cũng được cài đặt sẵn giao diện MIUI 13 và hệ điều hành Android 12 khi được xuất xưởng. Về pin thì Xiaomi 12S Ultra được trang bị một con pin có dung lượng 4860mAh và nó chỉ hỗ trợ sạc nhanh tối đa là 67W. Bù lại thì nó còn hỗ trợ sạc không dây tối đa 50W, sạc ngược không dây tối đa 10W, và nó còn hỗ trợ sạc ngược có dây theo công nghệ Power Delivery 3.0. Về hiệu năng thì mình thử đánh giá bằng phần mềm AnTuTu Max, nó cho một số điểm cũng rất là cao, 1.034.914 điểm. Và đây là cái điểm số chi tiết của CPU, GPU, điểm bộ nhớ và điểm UX. Về phần nhiệt độ thì mình nghĩ có lẽ Xiaomi họ đã tối ưu tốt cho cái chiếc Xiaomi 12S Ultra, cho nên trong quá trình sử dụng thì mình thấy máy nó chỉ nóng nhẹ thôi, chứ nó không có nóng nhiều như là trên Xiaomi 12S mà mình đã từng trên tay. Và để kiểm chứng, mình sẽ thử cho chạy cái AnTuTu Max một lần nữa và mình sẽ đo nhiệt độ để cho các bạn xem thử nha. Đầu tiên thì mình sẽ đo nhiệt độ của phòng nè, khoảng 27,9 độ nha, tức là 28 độ. Rồi mình sẽ đo nhiệt độ của máy nè, 34 độ, tức là nhiệt độ nó đang hoạt động bình thường đó, chưa có hoạt động với công suất tối đa nha. Và tiếp theo mình sẽ cho chạy AnTuTu Max. Rồi, như vậy là nó đã chấm xong rồi các bạn. Mình sẽ đo nhiệt độ phòng nha, 29 độ nè, và nó lên là 43 độ nha các bạn. 43 độ, 42 độ chính, như 43 độ đi. Nhiệt độ mình thấy cũng khá ổn rồi. Rồi mình xem nhiệt độ mà AnTuTu nó nhận được là bao nhiêu nha các bạn. Đây, 45 độ C. Và nó báo màu xanh này, tức là vẫn còn trong cái ngưỡng an toàn. Và sau khi chấm xong á, thì mình sờ vào cái máy thì cảm giác nó chỉ hơi ấm ấm là một tí thôi, chứ nó không có nóng nhiều như là trên cái chiếc Xiaomi 12S. Và đánh giá về chất lượng ảnh chụp trên cái chiếc Xiaomi 12S Ultra thì mình thấy trên cả tuyệt vời rồi. Bản thân cái chiếc điện thoại nè, khi các bạn cầm ngang như thế này, nhìn nó cũng giống như là một cái chiếc máy ảnh. Và tất nhiên với kiểu thiết kế này thì trong quá trình sử dụng các bạn phải hết sức cẩn thận, bởi vì khả năng các bạn sẽ làm trầy xước cái phần camera này rất là lớn nè. Mặc dù mình sử dụng cái ốp dẻo kèm theo máy, tuy nhiên cái phần gồ lên thế này các bạn, nó rất là ít thôi. Do đó khi các bạn để cho mặt phẳng mà có những cái vật nhọn thì nó sẽ tiếp xúc với cái phần kính camera này. Và đây là những tấm ảnh mà mình đã chụp thử bằng cái chiếc điện thoại Xiaomi 12S Ultra nè. Mình sẽ mở cho các bạn xem nha. Đây là ảnh selfie nè, màu da rất là ngon lành luôn nè, rất là ảo diệu luôn. Đây là xóa phông nè các bạn, nó sẽ xóa những cái chi tiết phía sau nè để làm nổi bật cái gương mặt của chủ thể lên nè. Đây là tấm ảnh mà mình chụp bằng cái góc mặc định nè, góc 1x nè. Các bạn thấy màu trời không, rất là xanh luôn, mây trắng nè. Và cái bảng này mình xem nó chi tiết không nha các bạn. Đó, cái chữ cũng rất là đẹp luôn nè, rất là nét luôn. Đây xa xa có cái bảng hiệu tư vấn du học nè, rồi hotel thống nhất nè, nhìn rất là rõ nha. Để xem cái bảng số của chiếc xe này thấy được không. Riêng bảng số thì rất tiếc là không đọc được. Ở trên điện thoại thì vẫn thấy nha các bạn, tuy nhiên mình nhìn cái góc này trên cái màn hình thì mình không thấy được. Rồi tiếp theo thì mình sẽ có một cái tấm mà mình chụp bằng cái góc 5x nè. Các bạn để ý chi tiết của cái nhà nè, thấy không? Nó tái hiện rất là đầy đủ, rất là chi tiết luôn nè. Và đây chính là cái góc siêu rộng 0.5x. Góc siêu rộng này bằng với cái góc siêu rộng trên iPhone 13 Pro Max nha các bạn. Đây, lấy được rất là nhiều cái hình ảnh nó xung quanh luôn nè, và cái độ chi tiết cũng rất là tốt, màu sắc cũng rất là tươi tắn luôn. Đây là một tấm ảnh mà mình chụp trong điều kiện trời dần tối nè, và phố lên đèn nữa các bạn. Các bạn nhìn kỹ ở cái vị trí của tòa nhà nè, thấy không, cái chi tiết vẫn còn rất là tốt nè, và cái màu trời thì mình thấy nó cũng khá là đẹp nè. Đây là cái con bướm nè, mà có đèn led ở xung quanh nè, các bạn thấy không? Những cái đóa hoa lo kèn như thế này nè cũng được tái hiện khá là đầy đủ nè. Để mình xem còn có tấm nào nữa không nha. Đây, tấm này mình chụp cận nè. Các bạn thấy những cái dòng chữ phía sau không? Đó, thẩm mỹ viện như nè. Đó, những cái bảng hiệu đèn nè. Mình đứng rất là xa với vị trí này nha các bạn, khoảng trên 10 mét đó. Đây là cái góc rộng nè, góc siêu rộng nè, 0.5x nè, mình chụp toàn cảnh nè, và thấy màu sắc nó rất là lung linh luôn, rất là huyền ảo luôn. Đây, nói chung cái chất lượng ảnh chụp trên cái Xiaomi 12S Ultra mình đánh giá rất là tốt, trên cả tuyệt vời luôn. Đây là cái góc 5x nè, và cái đu quay này nó cách mình khoảng gần 100 mét nha các bạn, xa lắm đó. Mà nó zoom lại các bạn thấy không, cái chi tiết vẫn được tái hiện rất là tốt luôn nè. Và đây là một đoạn video mà mình thử quay bằng cái chiếc Xiaomi 12S Ultra nè, các bạn thấy không, màu sắc rất là đẹp luôn nè, và chống rung rất là tốt luôn nè. Mình vừa quay vừa di chuyển đó, các bạn thấy hình ảnh của nó chuyển động rất là mượt mà không, nó không có bị tình trạng mà giật lắc. Nói chung chất lượng quay rất là tuyệt vời. Và cái chất lượng này mình chọn mặc định là 4K 60 khung hình trên giây. Và đây là một video mình quay trong điều kiện ánh sáng yếu nè, tức là chiều dần về đó, bắt đầu con phố ta lên đèn rồi nè. Mình sẽ thử zoom cho các bạn xem nè. Đó, khả năng zoom của nó như thế nào nha. Zoom trong lúc quay video á, nó có cái mức zoom tối đa chỉ là 6x thôi nha các bạn. Chỉ có lúc các bạn chụp ảnh á, thì nó zoom tối đa là 120x. Tuy nhiên zoom xa thế này thì cái độ nét nó bị mất đi là cái điều bình thường thôi. Bởi vì cái vị trí này nó rất là xa, nó xa cái chỗ mình đứng khoảng trên 10 mét. Rồi, như vậy là mình đã vừa cùng với các bạn mở hộp và trên tay chiếc điện thoại Xiaomi 12S Ultra. Và theo đánh giá của cá nhân mình thì đây là một chiếc điện thoại rất xứng đáng để các bạn mua, nhất là các bạn có nhu cầu chụp ảnh, xem phim, nghe nhạc, cần có một cái chiếc điện thoại linh hoạt, có thể vừa sử dụng để làm máy chính, vừa có thể giải trí, chụp ảnh. Và link mua hàng sản phẩm này trên Shopee mình có ghi bên dưới phần mô tả, các bạn nào quan tâm thì có thể nhấn vào để tham khảo và đặt mua nha. Và nếu thấy video clip này hữu ích, đừng quên để lại cho mình một like và một đăng ký nhé. Video clip của mình đến đây xin được kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào các video clip tiếp theo.